quán bốn niệm trụ hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận quán bốn niệm trụ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận quán bốn niệm trụ hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận quán bốn niệm trụ hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận quán bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận này thiện hiện đại bồ tát quán thánh đế khổ hoặc thường hoặc vô thường đó là hí luận quán thánh đế tập diệt đạo hoặc thường hoặc vô thường đó là hí luận quán thánh đế khổ hoặc lạc hoặc khổ đó là hí luận quán thánh đế tập diệt đạo hoặc lạc hoặc khổ đó là hí luận quán thánh đế khổ hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận quán thánh đế tập diệt đạo hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận quán thánh đế khổ hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận Quán Thánh Đế tập diệt đạo hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán Thánh Đế khổ hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán Thánh Đế tập diệt đạo hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán Thánh Đế khổ hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán Thánh Đế tập diệt đạo hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán Thánh Đế khổ hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi, đó là hí luận quán thánh đế tập diệt đạo hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận này thiện hiện đại bồ tát quán bốn tịnh lự hoặc thường hoặc vô thường đó là hí luận quán bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc thường hoặc vô thường đó là hí luận quán bốn tịnh lự hoặc lạc hoặc khổ đó là hí luận quán bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc lạc hoặc khổ đó là hí luận quán bốn tịnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận quán bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc ngã hoặc vô ngã đó là hí luận quán bốn tịnh lự hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận quán bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh đó là hí luận quán bốn tịnh lự hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận quán bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh đó là hí luận quán bốn tịnh lự hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận quán bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly đó là hí luận quán bốn tịnh lự hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri đó là hí luận quán bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc là sở biến chi hoặc chẳng phải là sở biến chi đó là hí luận